Huyện Văn Bàn đã tổ chức hội thảo về mô hình nghiệp vụ công tác đảng và tổ chức bộ máy hoạt động thôn tổ dân phố. Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự và phát biểu tại hội thảo. Tại hội thảo, tham luận của các đại biểu tập trung vào những vấn đề xuất phát từ cơ sở như thuận lợi, khó khăn trong việc nhất thể hóa các chức danh bí thư chi bộ gắn với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Cách thức tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các quy định tại địa phương, thực hiện kiểm điểm đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm theo quy định số 1377 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, hội thảo được tổ chức thể hiện sự sáng tạo của Văn Bàn trong việc nâng cao nghiệp vụ công tác đảng. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ đảng viên cần được quan tâm, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, giúp các chi đảng bộ cơ sở nắm bắt và thực hiện nghiêm túc nghiệp vụ công tác đảng theo quy định.